cả nhà có khỏe không? Các bạn biết bữa nay mình làm món gì không? Mình làm một tô mà trái cây á, với mấy cái hạt sấy á các bạn. Mình quay cho cả nhà xem cho vui nha. Cam á các bạn thì mình gọt ra cái mình sắc lát vậy nè. Mình để vô trong cái tô, cái hồi nữa mấy cái món này mình trộn lại. Rồi mình có hạt hạt dẻ nè các bạn, hạt dẻ này thì người ta làm chín rồi, cái mình để vô trong cái tô mình trộn lại, rồi hạt đậu và lan, rồi cái này là nho nè cả nhà, nho sấy khô đó, với hạt điều đó, mình ăn mấy cái món này mình trộn lại đó các bạn. Rồi cái này nó là trái lê đó các bạn. Mình rửa sạch rồi cái mình để vỏ mình ăn luôn, cái mình cắt ra như nè. Tại vì các bạn biết sao không, mình đi bác sĩ đó, bác sĩ nói mình hơi béo đó, lên phao, nên bác sĩ kêu mình về phải ăn rau củ. Thì mình đi chợ các bạn, mình thấy mấy cái cải nè, rau củ, cái mình mua về cái mình để dành trong cái tủ lạnh đó, cái mình trộn một ngày một món mình ăn vậy đó. Cái này là cải bắp thảo nè cả nhà. Rồi cả nhà biết có cái gì nữa không? Mình đi chợ mình thấy hồng ngon quá, tại năm nay cây hồng ở nhà đó các bạn thì có mấy trái à, nó ít quá, nên mình đi chợ mình thấy hồng ngon quá, mình mua mấy trái hồng về mình cũng gọt hồng ra, cái mình rửa sạch, cái mình cắt ra, tại mình muốn để nhiều cái trái cây vô các bạn ăn cho đừng có ngán. Còn ở dưới này nữa là để mình trộn lên cho cả nhà xem. Cái này là dưa hấu đó các bạn. Cái này ngọt ngọt, thì có trái cây cam này cũng ngọt nữa các bạn, không có chua gì mấy. Lúc đó, các bạn mình trộn xong gì nè, cái mình để vô cái tủ lạnh, cái mình để cho mấy đứa nhỏ con mình á, nó đi học về á, cái có cái nó ăn, tại con mình có một đứa nó cũng hơi bị ú, nên mình cho con mình ăn kiêng chút á, cho nó ốm lại. Có dưa leo ở dưới đây nữa nè, mà mình trộn chưa có lên, có trái dưa leo hồi nãy mình có cắt cái dưa leo vô đây nữa, cũng như mình ăn trái cây á các bạn, một món thì mình ngán á, mình làm hai ba thứ mình để vô đây, có hạt này hạt kia mình ăn nó lạ lạ cái miệng thì mình làm mình ăn nhiều hơn. Nhà cả nhà có dưa leo nữa nè, tại hồi nãy trái dưa leo mình cắt cái mình để dưới cái tô á, nên trộn chưa có lên đó. Đó các bạn nào á, ăn á các bạn rảnh cái mình cắt ra mình để vô cái tô vậy là các bạn trộn lại, cái mình gấp cái dĩa nhỏ mình ăn từ từ á, ngon lắm đó cả nhà. Các bạn nào chưa ăn các bạn làm thử đi, bạn đi đi chợ các bạn mua cái một ít ít gì đó, các bạn về cái mình trộn để dành ăn nó cũng thấy vui lắm. Sẵn như là các bạn mình mua về mình chỉ phui ra mình để vô thôi.
chúc cả nhà nhiều sức khỏe. Gia đình mình có ăn cái gì mình quay cho các bạn xem cho vui. Các bạn nào chưa có ăn cái món giống như mình á, các bạn cứ làm thử đi, ăn ngon lắm đó. Bye cả nhà.